Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Có lẽ là nhìn vào giao diện game thì anh em biết con game này mình lại giới thiệu với mọi người là con game gì rồi. Vẫn tiếp tục đến từ IP của Đấu La Đại Lục. Và ngày hôm nay con game mà mình review nó có tên đó là Đấu La Đại Lục Đấu Thần Tái Lâm. Con game này hiện tại bây giờ đang ở trong kiểu gì anh em? Đang ở trong quá trình trải nghiệm. Đấy, đang ở trong quá trình trải nghiệm bản test. Đấy, và mình nghe đồn là test tận 10 ngày cơ, test tận 1 tuần cơ, xin lỗi anh em, 10 ngày. Con game này là một trong những con game đến từ nhà phát hành China Mobile, một nhà phát hành khá là lớn luôn. Ôi trời, bị mạnh bản test mà làm 16 server, liệu có phải là test thật không đây? Nha, chúng ta cùng trải nghiệm. Link tải game dưới phần mô tả video nha, hướng dẫn đăng ký tài khoản dưới phần mô tả video luôn, nên để anh em đừng có hỏi nhiều về vấn đề đăng ký tài khoản nữa nhá. Nào, còn không đăng ký nữa thì mua các bạn liên hệ mình 20k một cái. Chơi ồn game. MMO à? Hôm bữa mình review con Đấu La Đại Lục 2 ấy. Thực sự con đấy nó làm mình khá thất vọng về cái giao diện là về 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 cái tối ưu hóa game của nó. Quá giật. Và nó không lưu được cái cài đặt của người chơi. Mình mong con game ngày hôm nay con game này thì mình nghĩ không, nó sẽ không thiên về dạng MMO, mình nghĩ nó sẽ là GMO hơn. Có cả thẻ tướng này, ui, thế thì nó là còn khác xa nữa rồi. Nó cũng không phải GMO luôn. Nhân vật nào nhìn giống nhau? Ơ, sao mà tên giống y hệt nhau này? Tên nhân vật chưa chưa đổi giống y hệt nhau luôn ạ. Để mình một lát nữa mình mò cái cài đặt xem ở chỗ nào mình setting nó mắc lên xem như thế nào. Nhưng mà nhìn đồ họa này nhìn nó khá là trầm này, đồ họa trầm, đồ họa thuộc nghiêng về cái thể loại kiểu đồ họa nó màu sẫm màu một chút đấy, thì nó sẽ che rất là nhiều khuyết điểm trong phần hình ảnh, hoặc là che cả cái khuyết khuyết điểm về hiệu ứng kỹ năng luôn. Ta lại có combo nhiệm vụ mới ạ. Trời ạ, đẹp phết nhỉ. Nhìn được đấy. Con game này mới thực sự là một trong những con Đấu La Đại Lục mà được ngóng chờ nhất đấy. Nó từ lúc mà nó bắt đầu ra những cái hình ảnh đầu tiên từ cách đây khoảng tầm 6 7 tháng trước cơ, thì đã có rất nhiều người ngóng rồi, kể cả anh em Việt Nam, với anh em Việt Nam có mình nhiều lắm. Đến bây giờ nó mới ra mắt. Quái vật đẹp thế nhỉ, nhìn ok ra cả đánh đánh tay à, không có tự động đánh à. À, cấp 13 các bạn. Nó là nó tự động đánh rồi đấy. Mình có thể thay đổi góc nhìn 3D ấy, kiểu khá là hay. Game này nói chung là cũng được phết. So với hai con game trước mình review thì có lẽ con này có khi lại ổn nhất ấy. Cái gì cả là mới đây. Con quái mình vừa mới giết xong. Cái này thấy mấy mấy anh em bảo mình cái này nó gọi là võ hồn à, đúng không? Mình review con vơ hai, anh em bảo anh em kia nó gọi là võ hồn anh ạ. Ừ, chắc thế rồi. Đây rồi, mình sẽ cài đặt cái này đi. Cái này là mở rồi à? Ai đã mở rồi à? Khử răng cưa kiểu như mở hết rồi. Đó. Đây, ở đây nó sẽ mở hết rồi. Cái kia nó là reset lại à? Reset lại sao? Đây, mình thử tắt đi bật lại xem nó có vẫn như vậy không? Y nguyên, đấy, nó y nguyên rồi đấy. Đấy, ít nhất là nó phải được như vậy các bạn. Đồ họa mong sẽ sắc nét hơn. Max setting hết rồi đấy. Bỏ qua nhanh đi. Cốt truyện thì mình cũng không hiểu, mà tiếng thì mình càng không, nhưng không có nhất thiết phải ngồi đọc. Ui, gái đây rồi. Ui, bạn ấy có một con chim với một con rắn. Nhận nhiệm vụ. Mình thấy nó có giao diện để xếp tướng lên trận đấy, chắc chắn ta sẽ kiểu chúng ta sẽ phải kiếm khá tướng đấy.
góc nhìn 3D của nó này. Lối chơi của nó khác so với tính chất ba con game mình review mỗi con thì có một cái lối chơi khác nhau nhá. Đây là lỗi mình xem ở đây chúng ta có đội hình nó xếp các vị tướng theo kiểu 9 ô ở đây. Cũng thú vị. Con game này đang trong quá trình à đây mới là chỗ đặt tên nè. Đó. Đó, giờ nó mới chính thức là mình nè. Rồi, mình chiêu mộ các bạn này. Này, cái thanh niên cái con bé này nó to tên là cái gì vậy các bạn? Đây, chúng ta có xếp nó lên trận. Chấm vào nó. Ôi, sao nó đứng cao thế? Nhìn gái mà như kiểu tanker vậy. Tiếp tục hoặc là các nhiệm vụ khác nào. Đây rồi, nhưng mà cái mình cảm giác cái góc nhìn này mình vẫn không thích lắm. Thích góc con này hơn, góc cận cảnh nhìn nó sướng hơn là để góc xa kiểu đồ họa 3D ấy. À. Con này nó còn không xoay được cơ. Nhưng mà đã là góc nhìn rộng thì phải cho người ta xoay xung quanh các con tướng. Còn nó không cho mình xoay thì thực sự rất là mình cũng không cần nhìn góc rộng, nhìn góc rộng khó chịu em mà. Cứ như thế này mà lên level thôi. Ồ, lại thêm một con nữa hay sao ấy? À, cái này nó là thay kỹ năng, cái này kỹ năng 38 cơ mà cao hơn hẳn. Thế mình lắp kỹ năng cho bạn này đi. Xem nó chuyển đổi ra gì nào. Chuyển đổi đi bạn. Ma ơi. Đấy, mình sẽ có hai kỹ năng khác nhau rồi. Ồ, đa phần nó đều là cái nhiệm vụ của kiểu GMO ấy. Rồi, có chiêu mộ ở đây rồi. Xem nó ra ai. Con tướng này chắc là tướng quốc dân rồi, chắc chắn sẽ ra. Ai cũng chiêu mộ cũng ra ấy. Đấy, SR à? Mẹ đen thế nhỉ? Không thể lên được SR. Ấy từ từ, à đây rồi. Cho thêm một vị tướng, con này có thể là trị liệu đấy các bạn. Khả năng cao sẽ là tướng trị liệu đấy. Những cái nhiệm vụ hoàn thành rồi thì mình nên nhận hết đi. Đó. Rồi, sao? Hoàn thành rồi, thêm một nhiệm vụ nữa. Đây như kiểu là map ấy, đúng không? Như kiểu là map ấy. Rồi, con rắn. Nhìn giật cả mình. Ôi, cái gì đấy? Gà mắt lồi. Đuôi rắn luôn. Gà mắt lồi nhưng mà đuôi rắn. Cái này nó là cái gì? Ôi, gà mắt lồi đuôi rắn chết, chết nhanh thế. Chưa kịp làm gì. Ui, con gà mắt lồi đấy 136 hay sao ấy. Nó không, tôi không rõ nó là liver hay nó là cái quái gì mà nhìn có vẻ nó ổn áp ấy. Ô, đi mình lại đánh nữa à? Nhưng tôi đã bắn, tôi bấm một nút tiếp tục đánh rồi. Giết con gái đi, giết con gái đi. Rồi, ở chết mẹ rồi. Má 106. Mình như kiểu mình thu hoạch được cái gì đó ấy. Nên để tôi vào kỹ năng của tướng xem. Tôi vào kỹ năng của tướng xem. Đấy, tôi nghĩ là tôi chiêu mộ là một cái gì đấy. Đấy. Rồi. Oh, thú vị, thú vị. Con này cũng nên thay đi. Thay thành cái 106 rồi đi. Được, phết nhỉ. Nó sẽ sử dụng các kỹ năng như chúng ta muốn. Ủa, cái này tôi thấy nó yêu cầu. À, cái này nó là kiểu đồ giám. À, đúng rồi. Đồ giám duyên tướng. Ủa, đây chúng ta có các bậc khác là SSR, SR này. Vẫn là nó. À, thằng này nó tên là cái gì Tam ấy. Đúng không? Đúng rồi, chữ chữ Tam đúng không các bạn?
hay là vương thì không phải, không phải chữ vương, không quan trọng. Được phết, tôi thấy con game này ổn áp phết nhá, chơi khá là ok đấy các bạn, nó cũng mượt mà đấy các bạn. À, anh em nhìn này, max setting rất mượt, mặc dù tôi vẫn để hiển thị người rất là đông nhưng mà rất là mượt luôn, chơi không bị giật rúm gì cả. Đấy, trải nghiệm khá là đã với dòng các dòng game mobile. Đấy, đồ họa của nó thực sự là vừa phải, dễ chịu, dễ nhìn, không quá lòe loẹt. Cái đấy là cái mà mình nghĩ là các dòng game anime là những cái khá là hạn chế các dòng game anime, bởi vì nó đưa ra từ cốt truyện nên là nó mang một cái sự màu sắc thái quá ấy, nó lòe loẹt hơn nhiều. Đấy, nhưng mà con game mình thấy là ổn phết đấy. Anh em đam mê với dòng game này thì có thể tải về để chơi nhá. Ok, link tải dưới phần mô tả video cho mọi người. Anh em mà muốn thì tải về nhá. Ok, bản test này diễn ra trong vòng 1 tuần. Sau bản test thì sẽ có con, mình cũng không rõ là đây là test xong rồi nó cho người chơi chơi luôn hay là test test theo theo cái dạng là test xong xóa thì mình không biết chính xác lắm. Đấy. Ok, thôi chung mà cứ anh em cứ tải về nghịch, test đóng nào thì kệ mẹ nó đi, không quan trọng lắm. Đó, ok, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em các video tiếp theo nhé.